Bây giờ để mẹ mặc điểm cho em nhé. Nè, con ngồi đây ngồi đây với mẹ. Con có biết ngồi đây với mẹ. Ngồi đây mẹ nhé. Nè, ngồi đây. Ngồi đây mẹ mặc điểm cho em nè.
bỉm cho em ngủ cho nó ngon, không phải tè ra nha. À, con ngồi yên đi, con ngồi yên đi. Ôi, quỳ ngồi đây, quỳ quỳ xuống đây đi, quỳ xuống đây tí với mẹ nha. Quỳ xuống đây để mẹ mặc bỉm cho em nè. Quý với em nhé. Con ở đây, con ngồi đây, con ngồi đây, ngồi đây tí là mẹ ẵm nha, mẹ ẵm con nha, muốn mẹ yêu con mà. Ok, ok rồi, giờ mẹ ẵm em lên nè, mẹ ru với em ngủ nha. Con có muốn ngủ với em không? Con muốn ngủ với em không? Nào, mẹ ẵm em nè. Cái khăn ướt nha. Hai mẹ con mình ru với em ngủ ngon nhé. Nhá. Bí hôn em đi. Con hôn em đi. Đừng đụng vào mặt em. Con bước nhẹ nhẹ thôi. Bước nhẹ nhàng thôi nha. Đấy. Đấy. Ok chưa? Đúng rồi, con bước nhẹ nhàng thôi. Bị giỏi quá. Đi, con sang đây, con sang đây với mẹ. Ở đây, ngồi đây, ngồi đây mẹ. Ngồi đây mẹ, ngồi xuống. Ngồi xuống mẹ, nhớ lên. Nhớ lên, nhớ lên mẹ em. Mẹ em nhé. Mẹ cùng chú em ngủ nhé. Nhá, con ngủ không? Mẹ chú con ngủ.